Xin giới thiệu với các bạn, mình là đang LED vũ trường cảm ứng âm thanh. Khi mà nó chưa có nghe tiếng nhạc thì nó sẽ có hiệu ứng như thế này. Góc sáng rất là rộng các bạn. Khi mà nó nghe tiếng nhạc từ máy phát ra hay là từ tiếng hát karaoke của các bạn thì nó sẽ chép theo cái điệu nhạc mà các bạn đang hát, khá là hay. Đây là hiệu ứng mà khi mà nó nghe tiếng nhạc nó sẽ chớp theo.